Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình cũng xin giới thiệu đó là một cái kênh YouTube mà mình chia sẻ về cái công việc về điện công nghiệp. Thì ngày hôm nay mình về mình làm cho công ty Tiết kiệm điện miền Nam. Thì đây là chuyến đi mình đi với sếp của mình đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là với vai trò là một tài xế và một nhân viên kiểm định, thì đòi hỏi một nhân viên kiểm định đó, thứ nhất là bạn phải có cái bằng bằng gì sếp ạ? Bằng đại học và xong rồi chứng cái giấy chứng nhận kiểm định viên, rồi thẻ an toàn điện. Có bằng lập chứng có làm được không sếp? Chắc là phải anh em phải học thêm. Vui chút xíu nha nha. Thì hôm nay thì quý vị sẽ nhìn thấy là mình đi nhận với sếp của mình là đi kiểm định những thứ này nè. Cây gậy cách điện nè, ổn nè, găng tay nè, bàn nè. Rồi cái này là cái lót cách điện nè. Thì cái nhu cầu á, mà ví dụ như là đo điện trở tiếp xúc, hay là đo chất lượng điện năng, hay là bảo trì bảo dưỡng máy biến áp, thì ở chương trình của mình thì tất cả những bạn học viên hay là những người mà đã ủng hộ mình thời gian qua thì xin comment về cho mình và cho mình những thông tin, thì mình sẽ đến, mình sẽ hỗ trợ các bạn đi kiểm định những thứ này để đạt chuẩn hay không đạt chuẩn, mình để làm việc cho an toàn. Xin chào các bạn, chúng ta sẽ gặp những video sau.